tống gia cùng ám ảnh giáo người đi không có chút nào lưu luyến đây để vạn gia cùng lăng gia người bất ngờ lại mờ mịt để đó xích tâm của bực này diên thọ 300 năm tuyệt thế kỳ chân thế mà cứ như vậy từ bỏ không có cái gì cạm bẫy á tiểu ban từ thì thầm một tiếng diệp an thần thức dò xét lấy xung quanh không có phát hiện cạm bẫy đợi vài phút vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh thật đi lăng tử tuyên ngạc nhiên đồng thời tràn đầy sự khó hiểu vạn kiếm phi trầm ngâm một chút nói có lẽ bọn hắn có quan trọng hơn sự tình Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, còn có cái gì so xích tâm của càng khẩn yếu hơn sao? Vạn kiếm phi nói tiếp, ta nghe nói qua một cái truyền ngôn, lần trước linh miểu viên xuất thế thời điểm, có người thấy được chân chính tiên dược. Tiên dược, cái tên này để mấy người tất cả giật mình. Nhưng phàm là dính vào chữ tiên, liền không có một cái là phàm gian chi vật, cơ bản đều là đến từ thụng giới. Linh miểu viên bên trong, thế mà còn có bức này chân bảo. Diệp Ban vuốt vuốt cái mũi, không biết có phải hay không là ảo giác, mới vừa hắn tại tổng gia bên kia người thấy một cỗ rất nhạt mùi thuốc, để hắn cảm giác có chút quen thuộc mặc kệ trước tiên đem xích tâm của đoạt tới tay rồi nói sau tiểu bàn tử đã không thể chờ đợi tiến đến xích tâm của thụ trước mặt một bộ thèm nhỏ dái bộ dáng nhưng là hắn bị trong suốt cấm chế ngăn ở bên ngoài chỉ có thể trông mong nhìn không hề nghi ngờ nơi này cấm chế khẳng định so trước đó gặp phải cấm chế đều cao cấp hơn ta dựa vào tại sao lại biến sắc tiểu bàn tử bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi chỉ thấy xích tâm của thụ xung quanh linh thổ bắt đầu chậm chạp phai màu loại kia như hoàng kim màu sắc yếu đi rất nhiều Loại này quen thuộc chẳng cảnh để mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết vì sao lại dạng này. Cùng một chỗ động thủ đi, nếu là có thể đánh vợ cầm chế tự nhiên tốt nhất, nếu là không đánh tan được, liền đi tìm những người khác tụ hợp. Vạn kiếm phi tỉnh táo dị thường, dù là đối mặt với xích tâm của dạng này đồ vật, cũng có thể làm đến tâm như chỉ thủy. Mấy người riêng phần mình tế ra linh khí, thuần một sắc cực phẩm linh khí, đôi cấm chế liền cuồng oanh loạn tạp đứng lên. Nhưng là sau một lúc lâu, cấm chế đều không có mở ra, chỉ là suy yếu một điểm. Đây để tiểu ban tử ngạc nhiên không thôi. Lại ra ngày, nơi này đều không người thủ hộ, cấm chế này làm sao còn như thể biến thái, rốt cuộc là ai thiết hạ. Diệp An lúc này lấy ra một tấm phù bảo, dùng cái này thử một chút ta. À? Đây tự nhiên là chết mất vạn vân chỉ trên thân phù bảo, dùng qua mấy lần, còn sót lại một chút huy năng. Có thứ đồ tốt này không sớm một chút lấy ra, lòng dạ đáng chém. Nhanh lên, ta đã đợi đã không kịp. Tiểu ban tử thúc giục một tiếng. Diệp An khuế miệng giật một cái, nhịn xuống cho hẳn mấy cước xúc động, sau đó toàn lực thôi động phù bảo, đôi cầm chế đắp xuống. Oanh! một tiếng oanh minh mãnh liệt pháp lực đâm vào cấm chế bên trên vô số linh quang nổ tung một tiếng thanh thủy tiếng tạch tạch vang lên đứng lên trong suốt cấm chế bên trên xuất hiện một vết nứt cùng một chỗ động thủ tiểu bàn từ gào khóc lấy trực tiếp biến thành đạn pháo đụng vào tại mọi người cùng anh loạn tạc phía dưới cuối cùng tại một trận rầm rầm tiếng vỡ vụn bên trong cấm chế rốt cục bị anh mở qua ha 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 xích tâm quả ta đến tiểu ban tử vọt thẳng đi lên nước bọt đều nhanh chảy xuống xích tâm của tản ra thấm vào ruột gan mùi trái cây mỗi một khỏa đều đỏ rực như trong suốt sáng long lanh bảo thạch, màu sắc ôn nhuận, để cho người ta mồm miệng nước miếng. Đừng làm hư, Vạn Vân Thù nắm chặt hắn lỗ tai, đem hắn đầu sách đứng lên. Đau đau đau, Thu tỷ người mau buông tay. Tiểu bàn tử kêu thảm, đây là kéo dài tuổi thọ linh dược, ngươi một cái tiểu thí hay ăn cái gì? Nàng đem tiểu bàn tử đẩy sang một bên. Nghe cũng không được sao? Tiểu bàn tử kêu oan. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đem xích tâm của hải xuống, sau đó cất vào phẩm chất cực cao trong bình ngọc. Cái này có thể trình độ lớn nhất bảo tồn linh của linh lực đây cây nhỏ muốn hay không mang đi lăng bích vân hỏi nhìn ra được nàng kích động nếu như mang đi đây khỏa linh thụ nói liền mang ý nghĩa có liên tục không ngừng xích tâm quả những người khác cũng là như thế đối mặt dạng này thiên tài địa bảo không có người sẽ không động tâm vạn kiếm phi lắc đầu vạn vạn lưu một đường liền để nó ở chỗ này mọc ra đi loại này cổ thụ hai nghìn năm mới thành thục tiếp qua một nghìn năm mới có thể kết sức cổ thực đạt được cổ thực đã là chúng ta tạo hóa những người khác mặc dù trong lòng tiếc nuối nhưng vẫn là nhẹ gật đầu tuân theo vạn kiếm phi quyết định huống hồ xích tâm của bên trong còn có hột chưa chắc không thể lại bồi dưỡng được đến ngươi đang làm gì tiểu ban tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn đám người nhìn lại chỉ thấy diệp an nằm trên mặt đất trồng mông lên đang tại đào đất ách lấy một đoạn rễ cây cũng không có vấn đề á diệp an ngẩng đầu nói ra đám người tiểu ban tử con người đảo một vòng cho ta cũng tới một đoạn nói xong hắn cũng nằm xuống dưới vạn kiếm phi vừa đen vừa dặm mày kiếm nhịn không được nhảy lên khụ khụ cái kia tiểu an cho tiên ca cũng là một đoạn lên một đoạn nhỏ là được rồi vậy ta cũng muốn một nhánh đi liền xe như lưu niệm vạn vân thù mặt ưng hồng nói ra cuối cùng mỗi người đều chiếm được một đoạn nhỏ dễ cây không dài chỉ có ngón tay dài ngắn giống như là con run đồng dạng sau đó mấy người rời đi nơi này hướng về tống gia tương phản phương hướng mà đi tống gia cùng ám ảnh giáo giữa tựa hồ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong về sau đụng vào nói phải cẩn thận một chút lăng tử tuyên mở miệng nói ra trước đó hai người đồng thời xuất thủ tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý Lăng Tử tuyên thậm chí cảm thấy đến, hai nhà bọn họ một mực trở ở nơi đó, chính là vì thứ Bắc Tam Phương đến, bọn hắn tuyệt đối có thể phá vỡ xích tâm của tụ cấm chế, nhưng lại không có lựa chọn động thủ. Nghĩ tới đây, Lăng Tử Tuyên nhìn về phía Diệp An, mới vừa tống ra cùng ám ảnh giáo động thủ thời điểm, Diệp An là cái thứ nhất phát giác. Diệp sư đệ, ngươi là làm sao phát giác bọn hắn sẽ cùng một trộn đối với chúng ta động thủ? Hắn mở miệng hỏi. Đã trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, hắn càng phát ra cảm thấy cái này Diệp sư đệ không đơn giản, một tay khô lỗi chi thuật sau so thiên cơ môn đệ tử còn phải xuất sắc. Diệp An đem mình trước đó một chút suy đoán mới nói đi ra, nghe xong hắn nói tới về sau, liền ngay cả vạn kiếm phi đều nhìn nhiều hắn mấy lần. Mấy người còn lại cũng đều giật mình không thôi, đồng thời cảm giác được chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu như bọn hắn thật đã sớm cấu kết cùng một chỗ nói, vậy liền thật không ổn. Ngẫm lại trước đó những sự tình kia, giống như thật cùng Diệp sư đệ nói đồng dạng, ta liền nói đại hình phong nhiều đệ tử như vậy tống gia có hai vị kim đan tọa trấn làm sao lại ngay cả một cái chui vào kim đan đều bắt không được nếu như là tống gia tại sao lưng đánh yểm trợ nói rất nhiều chuyện đều có thể nói thông được suy nghĩ thì mỉ cực sợ à tống gia mưu đồ thế mà sâu như vậy bọn hắn lúc nào dựng vào ám ảnh giáo đường dây này nói như vậy nói ám ảnh giáo người sở dĩ có thể đi vào rất có thể là dùng tống gia một chút danh ngạch có đạo lý diệp an lại cảm thấy chưa hẳn đều là tống gia cho danh ngạch có lẽ là tổng gia cho bọn hắn tiết lộ tin tức sau đó để bọn hắn đi ám sát những cái kia có được linh miều chi lệnh đệ tử cứ như vậy liền có thể cầm tới càng nhiều tiến vào danh ngạch linh miều viên lớn bao nhiêu không ai biết nơi này có núi non sông ngòi vô tận tráng lệ cảnh sắc khinh đẹp giống như là một cái to lớn hậu hoa viên to to nhỏ nhỏ dựng điền phân bố tại từng cái địa phương dựng dục vô số linh dược dưới ban bọn hắn rời đi xích tâm của thụ về sau lại phát hiện một khối dược điền ở vào một tòa hồ nhỏ bên cạnh bên trong sinh trưởng rất nhiều linh dược trung tâm nhất cái kia một gốc thậm chí có bảy mỗi năm phần đây để một đám người triệt để không bình tĩnh bọn hắn điên cùng công kích từ cấm chế nhưng là làm sao đều công không phá được vạn kiếm phi thậm chí tế ra mình cổ kiếm nhưng là đều không có thể lấy được hiệu của gì lệch ra ngày đây cái gì phá cấm chế á, làm sao lại đánh không nát đâu tiểu bàn tử đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển không chỉ những linh dược kia gần trong gang tấc mỗi một gốc đều linh tính 10 phần làm thế nào đều sờ không tới loại cảm giác này để cho người ta phát điên gấp đến độ rơi chân Tại dược biển bên trong cũng có vài bóng người, bọn hắn như là tượng sát đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, duy trì khi còn sống tư thế, diện mục sinh động như thật. Những người này đến cùng là chết như thế nào? Lăng Bích Vân đưa ra mình nghi vấn, cái nghi vấn này rất sớm đã có, nhưng không có đáp án. Hiện tại lại gặp được những này kỳ quái người, nhưng đi qua một phen quan sát về sau, vẫn là không có đáp án. Bọn hắn nhìn lên đến không giống như là bị thương, cùng chân nhân không có khác nhau. Vạn Vân Thu cẩn thận chu đáo lấy một người trong đó bọn hắn quần áo ta cũng chưa từng gặp qua luôn cảm giác rất cổ láo bộ dáng lăng bích vân nói ra với lại những y phục này xem xét cũng không phải là phàm vật đều là bảo vật áo bọn hắn thân ở trong cấm chế theo đạo lý đến nói hẳn là muốn đánh phá cấm chế mới có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn lăng tử tuyên tự hỏi các loại khả năng nhưng nhìn bộ dạng này bọn hắn rõ ràng là cách cấm chế liền bị người trực tiếp giết chết cấm chế vừa vỡ bọn hắn thân thể cũng biết theo gió tiêu tán loại này quỷ dị tình cảnh bọn hắn chưa hề kiến thức qua bọn hắn nguyên thần trong nháy mắt bị diệt sát cho nên nhục thể hoàn hảo nhưng trên thực tế đã tử vong vạn kiếm phi lúc này từ tổ nói lăng tử tuyên hút nhẹ một hơi cái dạng gì thần thức công kích có thể trong nháy mắt giết chết toàn bộ linh miều viên người hơn nữa nhìn bọn hắn tư thế đều là tại hái thuốc hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tới gần nói cách khác bọn hắn đối mặt là đột phát sự kiện thậm chí đều không sớm phát giác được không phải là truyền thuyết bên trong tiên nhân lăng tiểu á lúc này suy đoán nói tiên nhân đó là một cái khiến người vô cùng hướng tới xưng hô đồng thời lại như cùng một cái cấm kỵ người tu chân ai không hy vọng cuối cùng thành tựu tiên nhân thân thể trường sinh bất diệt trường tồn cùng thế gian nhưng từ xưa đến nay bọn hắn đều còn không có nghe qua dạng này truyền thuyết cách bọn họ quá xa xôi chính là hóa thần cái kia nhất cảnh liền đã chặn lại chín thành chín tu sĩ lại ra ngày tại sao lại biến sắc tiểu ban tử từ dưới đất nhảy đứng lên cố nhiên dự biến trong kia loại hoàng kim đồng dạng linh thổ lại trở nên ảm đạm vô quang linh tính mất hết mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra hải linh dược coi như xong làm sao ngay cả thổ đều không buông tha tiểu bàn từ hùng hùng hồ hổ một bên diệp an cái mũi giật giật không nhịn được nghĩ nhảy mũi không bao lâu về sau thiên hoàng chính khí châu từ lòng bàn chân trở lại thể nội lúc này bảo châu nội bộ phát sinh kịch liệt biến hóa màu vàng sương mù tại cuồn cuộn so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt như là báo cát những cái kia sương mù chữ nặng giống như là vô số cát vàng lấy ra linh quang bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính đã nồng đậm tới cực điểm đạt đến một cái giới hạn sương mù tại lẳng động vô số cát vàng chống chất cùng một chỗ lẫn nhau đè ép ngưng tụ đang tại chậm rãi cô động cùng một chỗ diệp An yên lặng nhìn chăm chú lên sự biến hóa này cảm giác muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành cuối cùng sẽ ngưng tụ thành thứ gì đâu hắn tràn đầy chờ mong hấp thu như vậy nhiều linh thổ chắc hẳn cuối cùng kết quả sẽ không để cho hắn thất vọng đó là cái gì bỗng nhiên phía trước nhất vạn kiếm phi ngừng lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mấy người còn lại cũng đi theo ngừng lại cùng một chỗ nhìn về phía bầu trời sau đó bọn hắn ánh mắt dần dần bị chấn động lấp đầy tầng tầng lớp lớp công trình kiến trúc rộng lớn mà đại khí nguy nga bằng bạc sừng sững trên bầu trời tầng tầng lớp lớp giống như là truyền thuyết bên trong 36 trọng thiên nơi đó còn bao quanh vô tận tiên quang một đạo lại một đạo ngô quang thập sắc mỹ lệ mà mộng huyễn từng vân lượn lờ hào quang đầy trời từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ ở tại phụ trợ phía dưới càng tráng lệ nhiều màu tại tiến đến thời điểm bọn hắn liền thấy qua dạng này cảnh tượng giống như là một cái thế giới khác chiếu rọi đi ra mà bây giờ bọn hắn lần nữa thấy được những cái kia rộng lớn công trình kiến trúc như là hải thị thận lâu đồng dạng giống như là trên chín tầng trời lại như là tại một không gian khác hư ảo vô cùng như ẩn như hiện đó là tiên cung á lăng bích vân lầm bầm lên tiếng hai mắt đều đã mất đi tiêu cự diệp an thấy được một đạo lưu quang có người bay lên bầu trời muốn đi vào cái kia phía mênh mông tiên cung nhưng là hắn thân thể trực tiếp xuyên qua khu tiên cung đó không có thực thể tựa như là hình chiếu đi ra Người kia không tin tà, lại bay trở về, sau đó lại thử một lần. Tới tới lui lui bay rất nhiều lần, hắn cũng không vào đi, khu tiên cung đó là ở chỗ này, hắn nhưng thủy chung sở không tới cánh cửa. Loại cảm giác này để cho người ta điên cuồng, tựa như là trường sinh dụ hoặc cần ngay trước mắt, hắn làm thế nào đều bắt không được. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới cảnh tượng này, thử nghiệm muốn đi vào, là nhị ca bọn hắn. Vạn văn thù bỗng nhiên kêu một tiếng, một đoàn người lập tức hướng bên kia bay đi. Cố nhiên là vạn gia cùng lăng gia người, bọn hắn hết thầy ba người là đi cùng một chỗ. Vạn tu dương, lăng tử bụi, còn có lăng tổ nam, toàn đều bình yên vô sự. Nhìn thấy bọn hắn không có việc gì, vạn vân thủ mấy người tâm cũng rốt cục để xuống. Tử phong cùng chỉ muội bọn hắn đau, các người có nhìn thấy bọn hắn sao? Vạn tu dương mở miệng hỏi, lăng bích vân thần sắc ảm đạm, đem trước phát sinh sự tình kể rõ một lần. Cái gì? Nghe xong nàng nói, lăng tử bụi ba người đều thất sắc, trong lòng khó mà tiếp nhận. Chỉ muội làm sao lại làm ra như thế sự tình? cảm giác rất là hoang đường nhưng đây là lăng bích vân tự mình kinh lịch tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ bọn hắn cuối cùng trầm mặc mặt mũi tràn đầy vẻ thương tiếc diệp An nhìn ba người này chân máy hơi nhíu lại vẫn là không có vạn ngọc xương tiến vào linh miểu viên đã đã lâu như vậy bọn hắn trên đường đi đi qua rất nhiều nơi nhưng vẫn không có đụng phải đây để hắn tâm lý ẩn ẩn có chút bất an tụ tập ở chỗ này người càng ngày càng nhiều bởi vì khu tiên cung đó thực sự quá mênh mông ở phương hướng nào đều nhìn thấy Xa xa, Diệp An liền thấy Tống Gia cung ám ảnh giáo người. chưa cái đó ra còn có Thượng Dương Tông, Thiên Cơ Môn nhóm thế lực. Những người này đều bị tiên cung hấp dẫn tới, rất nhiều người đều tại nếm thử, muốn tiến vào nơi đó, nhưng là thử rất nhiều lần, cũng không có người thành công. Nơi đó tựa như là hải thị thận lâu, có lẽ tồn tại ở một cái thế giới khác, căn bản muốn không ở chỗ này. Đến cùng cái dạng gì thế lực mới có thể dựng lên dạng này mênh mông tiên cung. Lăng tử tuyên cảm thán một tiếng, đây giống như đó là tiên nhân chỗ ở, quá mức rung động. Diệp An nhìn nơi đó, thể nội có một loại rất dị dạng cảm giác, thật giống như nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Loại cảm giác này cũng không có để hắn kinh hỉ, ngược lại có chút tâm thần bất định, có chút bất an. Tiên cung đứng vững, tầng tầng lớp lớp, thất thoáng tại từng vân hào quang bên trong, huy hoàng tráng lệ, làm cho người suy tư. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm nơi đó, hưng hực lại tham lam, nhưng là thử một lần lại một lần, thủy chung không thể được nó cửa mà vào. Liền ngay cả lăng tử tuyên mấy người đều đi thử, nhưng là đều không thành công. Lệch ra ngày, đây là huyễn trận lấy ra gạt người đi, làm sao lại vào không được, tức chết ta rồi. Tiểu bàn tử có chút tức hồn hển. Vạn kiếm phi đang nhìn sau khi, sau đó phi thân lên, trực tiếp hướng tiên cung nơi đó mà đi. Rất nhiều người đều đang nhìn, nhưng là cảm thấy lại là một chuyện cười. Hoặc là nói, khu tiên cung đó đó là cái trò cười, căn bản muốn không tồn tại. Tống mục nhìn hắn, bật cười một tiếng. Sẽ không cho là mình cũng có thể đi vào đi. Tống ngạn thản nhiên nói, cái kia hoàn toàn đó là hải thị thận lâu, có lẽ tại một cái thế giới khác. Tống ra mấy người đều đang đợi lấy nhìn vạn kiếm phi trò cười, không tin hắn có thể thành công. Rất nhanh, vạn kiếm phi liền tiếp cận nơi đó. Ngay sau đó, một mảnh tiên quang đem hắn đóng gói, tại quang mang tiêu tan giữa, hắn thân ảnh cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Một màn này sợ ngay người tất cả mọi người. Tống mục trên mặt tiểu dung dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt. Làm sao có thể có thể, tống ngạn mấy người cũng mở to hai mắt nhìn như là gặp quỷ đồng dạng. Trước đó nhiều người như vậy thử vô số lần, không có một cái nào thành công, nhưng là hiện tại lại có người thành công. Liền như là thần thoại phát sinh ở trước mắt, điều đó không có khả năng. Hắn là làm sao đi vào, vì cái gì hắn có thể vào, hắn là ai, làm sao làm được. Sư, sư, lần lượt từng bóng người bay lên, xong về vạn kiếm phì biến mất địa phương. Nhưng là, bọn hắn thân ảnh xuyên qua, từ huyến ảnh bên trong thoáng một cái đã qua, cái gì đều không phát sinh. Thảo, vì cái gì không được, có người phát ra gầm thét dạng này kết quả để bọn hắn khó mà tiếp nhận vạn kiếm phi đến cùng có cái gì đặc thù vì cái gì liền hắn có thể vào rõ ràng vạn gia những người khác cũng thử đều thất dòng bại tống mục sắc mặt âm trầm đáng sợ trước đó nhìn thấy đối phương xuất ra cổ kiếm hắn liền xác định vạn kiếm phi đích xác như truyền ngôn đồng dạng ta được thượng cổ tu sĩ truyền thừa hiện tại lại cho mắt nhìn đối phương tiến nhập tiên cung hắn trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng mình rốt cổ kém ở nơi nào cùng bọn hắn khác biệt là vạn gia cùng lăng gia người đều là một mặt kinh hỉ Mũ ca tiến vào, không hồ là vạn gia trăm năm qua có thiên phú nhất người, ta liền biết hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Các ngươi nói, bên trong sẽ có vật gì tốt? Thuốc trường sinh bất lão, bắt tổ tiên đan, vô thượng tiên kinh, khẳng định có xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Tiểu bàn tử sen vào một câu, con mắt chiếu lấp lánh. Vạn vân thù nén cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Nàng bỗng nhiên chú ý tới đứng ở một bên Diệp An hỏi, Diệp sư đệ, ngươi tại sao không đi thử một chút? Diệp An lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhiều người như vậy đều thử, cũng không vào đi, ta thử không thử kết quả cũng giống như vậy. Tiểu ban từ mũi vảnh lên trời nhìn hắn. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, nếu biết mình không được, về sau liền cách tỷ tỷ của ta xa một chút. Đúng, còn có ta thù tỷ, nghe được không? Diệp ban bỗng nhiên muốn cho hắn hai cước. Vạn văn thù trừng tiểu ban từ một chút, sau đó nói. Mù ca không phải tiến vào sao, ngươi không thử một chút làm sao biết mình không được. Năng cảm thấy Diệp ban có chút thần bí, chúc cơ sơ kỳ cứ như vậy lợi hại, chưa chắc không có khả năng. Diệp An còn chưa lên tiếng, tiểu bàn từ mở miệng trước. Ngũ ca là ai? Đó là ta thần tượng, là chúng ta bách bảo lâu tấm bia to. Tương lai nhất định là muốn siêu việt lão tổ người, liên tiểu tử này lề lệt, hắn có thể vào mới gặp quỷ. Hắn phi thường khinh bị nhìn Diệp An. Diệp An lúc này phi thường muốn đem hắn đè xuống đất bạo truy một trận, ngoài miệng nói ra. Bàn ca nói đúng, ta liền không đi lên mất mặt. Người nói ai béo đâu? Tiểu bàn từ trừng mắt, không phục nói. Ca đây gọi cường tráng, cường tráng biết hay không? Liền ngươi đây thân thể nhỏ bé, ca có thể đánh mùi cái. Ngay tại hắn ô nào thời điểm, trên bầu trời tiên cung phát sinh biến hóa, nơi đó tiên quang bắt đầu sôi trào, như là sóng nước cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, từng đóa từng đóa từng vân đều đi theo nổ tung, bị xoắn nát giữa không trung. Sau đó, tại rất nhiều người ánh mắt bên trong, hai bóng người từ tiên quang bên trong rơi đi ra. Ngũ ca, tiểu di, vạn gia cùng lăng ra người nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Diệp An cũng là một mặt ngốc trệ. Tìm lâu như vậy vạn ngọc xương, không nghĩ tới nàng đã dẫn đầu tiến vào tiên cung. Nhìn thấy lại có thể có người từ tiên cung bên trong đi ra, xung quanh những người khác lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn đến cùng ở bên trong đạt được cái gì? Đi mau! Vạn ngọc xương cùng vạn kiếm phi mới xuất hiện, ngay lập tức hứa một bên bay đi. Đồng thủ, hét lớn một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời động. Bọn hắn vọt thẳng lấy hai người bay đi, trong nháy mắt mấy chục đạo cương hoành khí tức bạo phát, các loại linh khí cũng bay đứng lên bảo hộ mũ ca lăng tử bụi hét lớn một tiếng mang theo hai nhà người liền vọt tới nhưng là một giây sau một vòng sáng trói kim quang trong mắt bọn hắn nổ tung đen chọn cái bầu trời đều che mất tự tiện xong vào linh miểu thiên cung giả chết một tiếng hùng vĩ như chuông vang âm thanh vang lên giống như là thiên thần đang động giận để thiên địa đều theo chấn động ở mảnh này sáng trói kim quang bên trong mấy đạo kim giáp cự nhân xuất hiện bọn hắn tay cầm cự hình vũ khí toàn thân đều hất lên hoàng kim chiến giáp Thân cao hơn một trượng, như truyền thuyết bên trong chiến thần, uy nghiêm mà thần thánh. Hết thảy chín cái, bọn hắn khí tức quá cường thịnh, cơ hồ người người đều có kim đan kỳ, với lại lực lớn vô cùng. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều đang chấn động. Một kiếm rơi xuống, một đạo sáng chói kiếm quang quét ngang mà qua, tất cả bay tới linh khí đều bị đánh bay, thậm chí có mấy kiện nổ nát phụng tại liễu không bên trong. Oanh, một cái khác kim giác cự nhân tay cầm chiến truy, một truy anh ra, sinh ra khủng bố âm bạo, nhấc lên ba động trực tiếp đem người quét bay ra ngoài có hai người né tránh không kịp trực tiếp tại búa tạ bên dưới biến thành thịt nát tất cả mọi người đều bị đây biến cố đánh cho trở tay không kịp không nghĩ tới tiên cung bên trong sẽ ra ngoài dạng này tồn tại chảm một cái kim giác cự nhân tay cầm dài 2 mét cự phủ giống như là có khai thiên tri lực lôi búa lóe ra rét lạnh hàn quang sau đó âm vang chém xuống tống ra mấy người đồng thời biến sắc nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy nhưng là một đạo dài trăm trượng phong mang bay ra hướng về bọn hắn chặn ngang chém qua tống mục hét lớn một tiếng tế khởi một kiện pháp bảo đó là một thanh màu máu trường kiếm giống như là đang dỉ máu sát khí ngập trời giống như là từ trong núi thay biển máu dựng dục ra đến tại tống ra mấy người pháp lực quán thâu dưới một vòng màu máu kiếm mang bay ra ngoài cung phủ quang đụng vào nhau nhưng vào lúc này lại một tên kim giác cự nhân xuất thủ tay hắn nắm một thanh đại cung sau đó kéo ra dây cung vô số quang mang tụ đến ngưng tụ thành một thanh phát sáng mũi tên sư chỉ thấy một vòng hồng quang bay qua sau đó bay một tiếng một bóng người trực tiếp nổ nát vụn trên không trung bị một tiễn bắn nổ Chinh cai đến từ tiên cung kim giác cự nhân, tạo thành to lớn lực sát thương. Bọn hắn lấy một loại hoàn toàn nghiền ép tư thái, quét ngang toàn trường. Mà đám người linh khí đánh vào trên người bọn họ, lại là một điểm tổn thương đều không có, liền ngay cả chiến giáp đều không phá vỡ. Đám người chạy tư tán, kim giác cự nhân không có bỏ qua, tự hồ muốn những này kẻ xông và chém giết hầu như không còn, bắt đầu một đường truy sát. Diệp Ban rất may mắn, không có người truy mình, chạy trước chạy trước, hắn phát hiện chỉ còn tự mình một người, vạn ra cùng lăng ra người không rõ đi nơi nào đi rời ra hắn gần người nhưng là ngay sau đó còn mắt liền sáng lên bởi vì chuyện này với hắn đến nói là một tin tức tốt hắn nghĩ tới mình trước đó bỏ lỡ những thuốc kia ruộng bên trong linh thổ đều còn không có hấp thu vừa vặn thừa dịp thời gian này trở về nghĩ như vậy diệp bàn móc ra một cái mặt nạ sau đó đeo ở trên mặt mình dung mạo tùy theo phát sinh biến hóa rất nhanh liền thành một người khác sau đó hắn điều chỉnh mình tu vi đi tới trúc cờ trung kỳ hiện tại hắn đã hoàn toàn là cái người xa lạ cái mặt nạ này lai lịch rất đơn giản, đó là 5 năm trước cứu lăng tổ giao thời điểm được đến, lúc ấy nàng bị ám ảnh giáo người bắt cóc, trên mặt liền mang theo cái mặt nạ này, vạn ngọc xương cũng chưa nhận ra được. Từ giờ trở đi, ta gọi Diệp Giá Thiên, sau đó, hắn nhanh ngang rời đi, rốt cục tài giỏi mình muốn làm chuyện. Lần theo ký ức bên trong lộ tuyến, hắn đi vào trước đó một khối dựng điền bên, bên trong, sau đó đem thiên hoàng chính khí châu mất đi đi vào, bắt đầu thôn nạp bên trong linh thổ. Bảo Châu đang tại sinh ra biến hóa, nhưng là đối với linh thổ y nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt, với lại theo linh thổ hấp thu, loại kia biến hóa trở nên kịch liệt hơn. Đến cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Diệp An bắt đầu huyễn tưởng Bảo Châu biến hóa sau khi bộ dáng. Hấp thu xong khối này dựng điền về sau, hắn chạy tới chỗ tiếp theo. Một bên khác, bị kim giác cự nhân truy sát rất nhiều người đều bị ép phân tán, trên đường đi chết không ít người. Nhưng cái kia kim giác cự nhân thực sự quá mạnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối địch. Không biết qua vài ngày nữa, kim giác cự nhân đột nhiên biến mất, chạy đám người lúc này mới đến lấy mạng sống. Mà trên bầu trời khu tiên cung đó, cũng theo đó biến mất. Nhưng là linh miểu viên cũng không có vì vậy bình tĩnh trở lại, tống mục, vạn ngọc xương, kiếm tông đệ tử trên tay đều có huyền lâm ngọc hoa. Bọn hắn căn cứ ngọc hoa chỉ dẫn, tại linh miểu viên bên trong đuổi theo cái gì. Đương nhiên, những này Diệp Bàn cũng không biết, lúc này hắn khoái hoạt vô cùng, hấp thu một khối lại một khối rực điền, bảo châu biến hóa đang tại tăng lên. Tại trung tâm nhất vị trí, tựa hồ đã có một khối nhỏ đồ vật ngưng tụ thành hình, nhưng cụ thể là cái gì, Diệp An trong lúc nhất thời còn khó nói. Thế là, hắn tiếp tục tìm kiếm cái khác dược viên. Mặc dù không ít dược viên linh dược đều đã bị nhổ hết, nhưng là linh thổ vẫn còn, thậm chí còn có một ít hạt giống. Những này đều làm nợ hiện tại Diệp An. Cổ nhiên, hèn mọn phát dục cái gì thích nhất. Diệp An cười đến không mậm miệng được. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một khối tân dược điền, cái này dược điền cấm chế còn không có mở ra. Với lại tại dược điền một bên khác, còn đừng lấy một người. Người kia mặc một bộ bạch y, có một cái kiếm hạp, mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp, cơ thể thon cao mà cường kiện, cùng vạn kiếm phi khí chất rất giống. Kiếm tu, Diệp An tâm lý lầm bầm một tiếng, sẽ không phải là vô cực kiếm tông đệ tử à? Nói như vậy, rất nhiều tu sĩ đều là đem linh khí ẩn dưỡng tại thể nội, dạng này có thể cùng chủ nhân càng thêm tâm ý tương thông. Nhưng là kiếm tông có ít người lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sẽ đem linh kiếm đặt ở dự kiếm trong hộp, nghe nói dễ dàng nuôi xuất kiếm linh có kiếm linh kiếm đã không phải là bình thường linh kiếm có thể sánh được chủ nhân không cần hao phí bao nhiêu tân thần liền có thể khống chế nhìn cái gì chưa thấy qua soái ca người kia mở miệng câu nói đầu tiên thiếu chút nữa đem diệp an biệt xuất nội thương không nghi tới cái thế giới này cũng có phổ tin nam mặc dù xác thực phòng nhã cũng là bởi vì chưa thấy qua mới nhìn nhiều hai mắt diệp an rất là bình tĩnh trả lời một câu người kia con mắt lập tức sáng lên đối với hắn giơ ngón tay kẻ lên có ánh mắt diệp an kém chút lại phun ra một ngụm não huyết Tại ca ngươi là thật một điểm đều không khiêm tốn na khóe miệng của hắn kéo ra mở miệng nói ra muốn hay không hợp tác người kia lại là hất đầu phát ngẩng đầu nói ra không cần ca một người có thể làm được tốt bựa diệp an trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói sau đó hắn lên nhìn người kia bình tĩnh đứng ở nơi đó không biết là đang ngẩn người hay là tại minh tưởng hoặc là đang làm gì hắn không tiếp tục để ý từ lòng bàn chân đem thiên hoàng chính khí châu bỏ vào thời gian từng phút từng giây trôi qua dự biển nhàn sắc chậm rãi biến hóa loại kia phát sáng màu vàng nhạt biến mất dần dần biến thành rất phổ thông cát vàng linh tính sói mòn hầu như không còn bợ bạch y nam tử thấy cảnh này trong mắt trừng cực kỳ tròn tình huống như thế nào các con không có động thủ đâu diệp an khuấy miệng co giật kém chút nhịn không được cười ra tiếng bạch y nam tử gãi gãi đầu nhìn về phía diệp an tiểu láo đệ ngươi nhìn đây là có chuyện gì diệp an lắc đầu cũng giả bộ như mờ mịt bộ dáng ta cũng không biết lần đầu tiên gặp phải ngay tại linh thổ bị hấp thu xong sau cấm chế tự động biến mất bạch y nam tử đứng tại chỗ sửng sốt một hồi bỗng nhiên nói ra ta đã biết nhất định là ca kiếm ý tán phát ra ngoài vô hình giữa liền ảnh hưởng đến dự điền biến hóa là nhất định là như vậy hắn trở nên kích động đứng lên ca kiếm ý đã đến tình trạng như thế ta mới là kiếm tông có thiên phú nhất tệ tử diệp an đây thật là kiếm tông đệ tử sao cung hắn tưởng tượng có chút không giống Bạch y nam tử mặc dù đầu óc không quá bình thường, nhưng là rất hào phóng, trực tiếp cùng Diệp An một người một nửa, cộng đồng chia cắt bên trong linh dược. Chia cắt xong, hắn lời nói thầm thiế dặn dò. Tiểu láo đệ, ngươi là người thứ nhất gặp qua ca thi triển vô hình kiếm ý người, ca cái này người rất tiểu thấp. Ngươi sau khi rời đi không thể cùng người khác nhắc lên, ca không muốn làm loại kia mua danh chục tiếng người, cả tâm tư đều tại trên thân kiếm. Diệp An mộc mộc gật gật đầu, nhìn hắn sai người, lưu cho mình một cái tiêu sái lại cô độc bóng lưng. Nhớ kỹ, ca gọi Lý Thương Nguyên một thanh âm xa xà tung bay đi qua ta gọi diệp ra thiên lý thương nguyên một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ thế mà so với hắn danh tự còn bá khí cùng lý thương nguyên sau khi tách ra diệp an một đường phi nhanh thần thức lan ra đang tìm tân dựng điền bỗng nhiên hắn thân hình đột nhiên dừng lại phía trước một tảng đá lớn đằng sau hai cái thân ảnh bay ra tống ra người nhìn hai người kia hắn ánh mắt có chút chợt lế tống ra hai người nhìn hắn ánh mắt đều rất là lãnh đạo một người trong đó vừa cười vừa nói làm phiền đạo hưu tiền đến một chuyến chắc hẳn thu hoạch không ít đi không bằng đạo hưu đem linh dược giao cho chúng ta như thế nào nghe được hắn nói như vậy diệp an khỏe miệng có chút cầu lên thật là khéo ta cũng là nghĩ như vậy tâm niệm vừa động thể nội linh kiếm đã gào thét mà ra muốn chết thấy hắn lại dám động thủ trước tống ra sắc mặt hai người lạnh lẽo một vòng nhẹ răng cười hiển hiện tống quang cùng tống thanh đều là chúc co hậu kỳ tu vi với lại bọn hắn là thân huynh đệ bây giờ còn bất mãn một trăm tuổi dạng này từ chất tương lai có rất lớn khả năng kết đan sẽ trở thành tống gia trụ cột bọn hắn một người tế ra một thanh nửa tháng cong lưỡi đao một người khác tế ra một cây trường mâu mùi thương sáng như tuyết phía trên còn khắc lấy rãnh máu đã bị tiêm nhiễm thành màu máu không dò uống bao nhiêu màu tươi đây hai thanh linh khí đều là sát lục binh khí quang mang lạnh lẽo ngưng tụ nồng đậm sát khí xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều để cho người ta cơ thể phát lạnh khi 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 trong nháy mắt Diệp An Linh kiếm cùng đối phương linh khí liền va chạm mấy chục lần, kiếm quang cùng khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra, đánh nát thành đầy trời lưu quang. Tống Quang lúc thì này bỗng nhiên ném ra một tấm bùa chú, sau đó trên không trung thiếu đốt hầu như không còn. Phù lục hóa thành 10 cái màu vàng phù văn, sau đó dung nhập hư không bên trong. Không tốt, Diệp An trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy xung quanh hư không đều động lại, để hắn thân thể đều không động được. Định không phủ, lúc trước hắn thấy vạn vân thủ sử dụng tới. Chết đi! Tống Quang cùng Tống Thanh Thao túng linh khí, hướng Diệp An chèn xuống tới. Diệp An mặc dù thân thể không động được, nhưng thần thức y nguyên có thể di động, không chế mấy cái linh kiếm, đem hai người linh khí ngăn trở. Nhưng ngay lúc này, toàn thân Hàn Long tờ đột nhiên lấy sáng, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Một cây dài bằng chiếc đũa màu đen đoàn tiễn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp binh hướng về phía Hàn Cái Ót. Diệp An tâm niệm vừa động, vùng đan điền màu vàng nhạt bảo châu xuất hiện ở Cái Ót. Khi đoàn tiễn xuyên thấu Hàn Cái Ót xương, nhưng lại bị bảo châu cản lại một tia máu tươi thuận tóc chảy xuống trượt vào hắn trong cổ áo cái kia to lớn lực trùng kích cũng làm cho hắn một trận đầu váng mắt hoa Lênh lạnh lạnh sát cơ để diệp an mồ hôi lạnh ứa ra kém chút liền bị ám sát tống quang cùng tống thanh lại là giật mình không nghĩ tới đây tất sát một kích thế mà bị cản lại cây kia đoàn tiễn thế nhưng là danh phù kỳ thực cổ bảo phi thường thích hợp ám sát liền ngay cả thần thức đều rất khó phát hiện bọn hắn trước đó dùng thời điểm mọi việc đều thuận lợi định không phủ tác dụng rốt cục biến mất diệp an tâm niệm vừa động hai thanh linh kiếm lần nữa bay ra hắn không chế năm thanh linh kiếm đem hai người vây vào giữa sau đó kiếm trận thành hình ngũ hành chi lực lưu chuyển kiếm khí lập tức dâng lên mà ra kiếm trận hai người tất cả giật mình nhưng phàm là tu luyện kiếm trận tu sĩ cơ bản đều là cùng giai bên trong tối cường Linh nhà linh nhít kiếm khí như gió lốc như mưa rào kích xạ mà đến tạo thành kiếm khí phong bạo đem hai người quét sạch tống quang hừ lạnh một tiếng sau đó hắn song thủ bấm quyết một đạo linh quang bay ra bên ngoài cơ thể đó là một ngụm dương chi ngọc một dạng bảo bình miệng bình một mảnh đen kịt lúc này hóa thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen truyền ra đáng sợ thôn phệ chi lực đen xung quanh kiềm khí đều toàn bộ thôn phệ pháp bảo diệp an ảnh mắt chợt lế bình ngọc giống như là cái không đáy hấp thu không rõ bao nhiêu kiềm khí để kiếm trận nội bộ không gian đều trở nên chống trải đứng lên tống quang lộ ra cười lạnh sau đó hắn một tiếng quát khe miệng bình đảo ngược mới vừa thôn phệ hết kiềm khí như như hồng thủy chút xuống đi ra diệp an trong lòng giật mình tâm niệm vừa động năm thanh linh kiếm trong nháy mắt bay trở về nhưng cái kia kiếm quang chút xuống mà đến trong nháy mắt ta đến phụ cận một vòng ngân quang đột nhiên chợt hiện một mặt to lớn tấm gương xuất hiện tại diệp án trước người chính là hắn chưa hề dùng quá pháp bảo đến đến huyền quang kính vô số kiếm khí mãnh liệt mà đến toàn bộ chui vào trong mặt gương bị hoàn toàn hấp thu pháp bảo nhìn thấy diệp an thế mà cũng lấy ra một kiện pháp bảo hai người trong mắt lóe lên một vòng tham lam thu khi kiếm khí chút xuống hoàn tất tống quang cùng tống thanh cùng một chỗ thôi động bình ngọc miệng bình lần nữa bộc phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực muốn đem diệp an cả người đều nuốt vào đi diệp an ánh mắt băng lãnh một cố cường đại thần thức từ mi tâm xông ra anh anh hai người phát ra tiếng kêu thảm thần thức bị thương nặng giống như là vô hình roi một cái lại một cái quật tới để bọn hắn đau đến không muốn sống diệp an nhân cơ hội tế ra hai thanh linh kiếm chỉ thấy kiếm quang hiện lên hai viên đầu lâu liền bay đứng lên máu tơi như suối phun tuôn ra rốt cục chém giết hai người diệp an phun ra một hơi mới vừa thật đúng là mạo hiểm thu hồi huyền quang kính cùng linh kiếm hắn long mày bỗng nhiên nhíu một cái thần thức phát giác được có người đang tại hướng bên này mà đến thu hồi hai người bình ngọc còn có linh khí lại hái đi nhận chữ vật hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất giới đi mới vừa địa phương về sau diệp án à nuốt vào mấy hạt khôi phục pháp lực đan dược yên lặng khôi phục nguyên khí hay là không thể chủ quan tiến đến đều là các gia đệ tử tinh anh trên thần ác chủ bài không ít một cái không chú ý liền sẽ cống ngầm lật bàn tựa như vừa rồi ám sát lấy hắn thần thức cường đại đều không sớm phát giác kém chút chơi xong anh nhưng vào lúc này một tiếng kêu kinh ngạc bỗng nhiên vang lên diệp an ngừng lại nhìn thấy hư không bên trong một trận vặn vẹo sau đó một bóng người lặng yên xuất hiện vô ảnh mặt nạ người là ai cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh hỏi diệp an trong lòng lập tức nhảy một cái đây là ám ảnh giáo người hắn mang mặt nạ bị nhận ra không có chút gì do dự hắn xuất thủ trước tại phía sau hắn trong bóng tối một đạo màu đen cái bóng ngọ nguậy lặng yên xuất hiện nhưng hắn mới vừa thò đầu ra liền phát ra thống khổ gọi tiếng trong đầu chuyển đến kịch liệt đau nhức ý thức đều trở nên hỗn loạn ám ảnh giáo thủ đoạn diệp an đã lĩnh giáo qua không chỉ một lần đã sớm đề phòng đâu sau đó hắn tế ra huyền quang kính nhắm ngay phía trước người ông ánh khắp nơi ngân quang bạo phát bao phủ xung quanh anh đối diện người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên một mảnh trắng xóa giống như là mù đồng dạng cái gì đều nhìn không thấy không chỉ có là thị lực như thế liền ngay cả thần thức đều là dạng này nhìn thấy là một mảnh ngân quang ngay sau đó một cây màu đen đoàn tiễn bay qua xuyên qua hắn đầu mang theo một đạo huyết quang sau lưng người kia còn không có từ trong thống khổ khôi phục lại đông bạn liền đã đi trước một bước hắn cảm thấy diệp an khó chơi thân ảnh ngõ nguậy liền muốn lập tức rời đi diệp an lại không cho hắn cơ hội này thần thức công kích lần nữa phát động sau đó trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm tức mất đối phương đầu đây chính là thần thức cường đại mang đến chỗ tốt hoàn toàn đó là hàng duy đả kích chỉ cần lấy được một bước tiên cơ đối phương sẽ rất khó lại phản xác thu hồi hai người nhẫn chữ vật diệp an vừa định rời đi cách đó không xa lại truyền đến một tiếng to lớn oanh minh lập tức hắn liền thấy nơi đó sáng lên lóa mắt quang mang, đen nửa bầu trời đều nhiễm thấu. Tiên dược xuất thế, giống to một tiếng từ bên kia truyền đến, trung trung điệp điệp truyền ra đến. Muốn chết, Tống Mục nhìn trước mắt người, sắc mặt trở nên khó coi lại âm lãnh. Sau đó cùng Tống ra mấy người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đè mất mạng. Liền tại bọn hàn phía trước cách đó không xa, một ngụm linh tuyền chảy cuồn cuộn, phun trào ra nồng đậm linh khí, mà tại linh tuyền bên cạnh, một gốc linh dược tản ra thánh khiết quang mang, như lưu ly đồng dạng sáng long lanh, duyên dáng yêu kiều, mùi thuốc tràn ngập tại cái kia âm thanh giống to rơi xuống không bao lâu lần lượt từng bóng người liền lấy cực nhanh tốc độ chạy tới nơi này khi nhìn thấy trước kia linh tuyền còn có linh dược thì tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên hưng hực đứng lên tống mục sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước hắn thật vất vả mới tìm được lại không nghĩ rằng bị một cái hỗn đàn cứ như vậy bại lộ ra ngoài tiên dược thật là tiên dược cùng lão tổ nói tới giống như đúc